con diều căng gió. Ngọc Lan à. Dạ. Anh có chuyện này muốn nói với em nè. Có chuyện gì vậy anh? Anh không muốn bỏ em ở nhà một mình, nhưng để lo cho con và em, anh cần phải làm việc nhiều hơn. Em thấy anh làm việc ở cảng cá vất vả lắm rồi, anh còn định làm thêm gì nữa? Anh muốn ra khơi, đi biển vài ngày, lương rất cao, nhưng nguy hiểm lắm. Không sao đâu, cái mà anh lo là em đang bụng mang dạ chữa như vậy, mà phải ở nhà một mình, không có ai chăm sóc. Nhưng mà bây giờ vì con và em, anh phải kiếm thêm. Nếu như mà anh nhất quyết như vậy á, thì em sẽ ở nhà đợi anh. Lấy anh, em chịu thiệt thòi nhiều quá. Cả đời này anh không sao bù đắp được. Em không sợ thiệt thòi, chỉ sợ là anh không yêu em nữa thôi. Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Nếu anh mà có sai lời, cho trời đánh anh chứ. Em tin anh mà. Anh yêu em. Em yêu anh.